Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu siết chặt biện pháp phòng dịch đối với thành viên tổ bay, phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và các hãng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc tăng cường công tác quản lý đối với thành viên tổ bay trong phòng chống COVID-19 và quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu tăng cường và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 đối với các thành viên tổ bay trong suốt quá trình bay. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không để các thành viên tổ bay vi phạm các quy định về cách ly y tế, phòng chống dịch, làm lây nhiễm ra cộng đồng thì yêu cầu tạm dừng thực hiện các chuyến bay quốc tế.